trên Amazon hoặc là trên YouTube hay là những người tiêu dùng người ta sử dụng Amazake, thì mình thấy phần lớn những comment kiểu như thế này: ông của tôi, bố của tôi uống Amazake xong rồi là đến tận 70 tuổi bây giờ cũng rất là khỏe và da thì rất là đẹp đó. Hay là trước khi uống Amazake thì mình bị ấn tượng bởi comment đó rất là nhiều như vậy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại nước uống mà các bạn nào đang ở Nhật có thể đi ra ngoài siêu thị và mọi người có thể mua về uống. Cực kỳ tốt cho mái tóc, làn da, chống lão hóa và nó cực kỳ tốt cho cơ thể. Đó là Amazake. Nói nôm na được gọi là một loại nước lên men thì có chứ. Amazake thì mọi người tùy theo cái mình mua ấy, thì nó sẽ có loại như thế nào. Loại thứ nhất đó là lên men từ gạo, đó là Komekoji, đó là chỉ là lên men từ gạo thôi. Và loại thứ hai đó là lên men từ bã rượu, đó là lên men từ sake katsu. Thì có hai loại Amazake là như vậy, đó là Komekoji và sake katsu. Về sự khác nhau hàm lượng dinh dưỡng thì sake Komekoji nó sẽ hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ nhỉnh hơn so với mà loại lên men từ bã rượu. Thì là đối với gia đình mà bố mẹ và con cái cùng uống với nhau thì người ta sẽ dùng là Komekoji bởi vì nó không có cồn, còn lại là loại từ sake katsu thì chắc chắn là nó sẽ có cồn ở trong đó. Nhà mình thì nhà mình uống cái loại làm từ Komekoji này cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thì sẽ tốt cho sức khỏe như thế nào? Là các bạn sẽ thấy là người ta hay nói là Amazake được gọi là Nomutenteki, được gọi là giống như một cái dạng mà truyền nước và truyền dinh dưỡng thông qua dạng uống. Về hàm lượng dinh dưỡng ở đây nó rất là cao luôn. Về vitamin thì rất là nhiều, vitamin chủ yếu ở trong đây đó là B1, B2, B5 và amino cùng với GABA. Vì vậy cho nên là nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe khi mà uống thường xuyên, uống liên tục, uống mỗi ngày và uống duy trì. Tác dụng của Amazake thì sẽ có, thứ nhất thì người ta nói là cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể, nhất là vào những lúc mà đi làm về mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng hoặc là vào lúc tăng ca hay là gì đó, thì lúc đó uống Amazake vào nó sẽ cung cấp năng lượng tức thời cho cơ thể và nó sẽ cực kỳ tốt vào những lúc đó. Và thứ hai đó là nó sẽ có tác dụng làm giảm stress, giảm mệt mỏi. Dạng như là bạn nào mà ngủ có những giấc ngủ mà không có ngon, vì vậy cho nên là mỗi buổi sáng thức dậy là kiểu dạng mỗi buổi sáng thức dậy là dậy không có nổi, vì vậy cho nên nó sẽ có tác dụng là nó làm cho cái giấc ngủ của mình nó đỡ hơn và mỗi buổi sáng thức dậy thì mình sẽ thức dậy dễ dàng hơn. Đó là mình thấy cái tác dụng mà đọc nhé, chút nữa mình sẽ nói về cái trải nghiệm tác dụng của bản thân mình nhé. Và thứ là tác dụng chống lão hóa, tác dụng tốt cho làn da. Bản thân mình và chồng mình khi mà sử dụng trong vòng 1 năm thì mình thấy cái tác dụng stress thôi, mình không có trải nghiệm được, bởi vì thậm chí nhiều lúc mà mình vẫn thấy là mình bị stress đó, nhưng mà nhờ uống cái này cho nên là nó sẽ làm giảm stress thì mình không có thấy, mà bản thân mình thì bị stress cũng không có nhiều ấy, vì vậy cho nên là mình thấy cái tác dụng mà uống xong rồi nó làm giảm bớt cái lượng stress trong cơ thể thì mình không biết là có hay không, thì mình không thấy cái trải nghiệm ở trong đây. Thứ hai là tác dụng nó làm cho ngủ dậy sớm được thì mình cũng không có thấy tác dụng ở với bản thân mình, là mình vẫn ngủ dậy trễ như thường, và khi mà ngủ dậy thì mình cũng vẫn cảm giác là mình phải là cố gắng lắm mới dậy, nhất là vào những lúc mà trời lạnh. Vì vậy cho nên cái tác dụng mà để có thể dậy một cách sảng khoái thì bản thân mình cũng không có tác dụng. Nhưng mà chồng mình thì khi mà uống thì chồng mình thấy là dậy sớm dễ hơn. Đó là chồng mình có thấy trải nghiệm như vậy, còn mình không có thấy. Về bản thân mình mà cái trải nghiệm rõ rệt nhất đó là trải nghiệm qua làn da, thì là mình thấy uống cái này mình thấy da mình nó có cái độ căng hơn so với là lúc mà mình không uống, và cái tông da của mình nó trắng hơn so với lúc mình không uống. Và thậm chí có những hôm mà những tháng mà mình lười và mình không có mua luôn, không mua về uống luôn, và suốt một tháng đó thì mình cảm thấy là cái làn da mình nó không có được khỏe bằng lúc mà mình uống Amazake. Thì đó là trải nghiệm của mình khi mà mình uống Amazake, thì là mình thấy là như thế, trải nghiệm cá nhân. Vì vậy cho nên nếu mà bạn nào, các bạn hãy thử xem thử trải nghiệm cá nhân của các bạn như thế nào, bởi vì mỗi người sẽ có một trải nghiệm cá nhân khác nhau nữa, cho nên là không phải là trải nghiệm của mình là như thế mà trải nghiệm của bạn cũng y như mình, không phải, đúng không nè. Về cái Amazake này thì là người Nhật, thì các bạn mà đi chùa vào ngày Omisoka, vào ngày 30 Tết, thì các bạn sẽ thấy người ta hay phân phát Amazake này để uống, đúng không? Vì vậy cho nên là ấn tượng đó là Amazake sẽ uống vào những ngày đông, mùa đông rất là lạnh ấy, thì cơ thể lúc đó là cần được làm ấm, và khi đó thì người ta hâm nóng Amazake lên để uống. Người ta sẽ làm lạnh đi, uống vào những ngày mà Natsubate, được gọi là những ngày mà cảm thấy cực kỳ nóng gắt mà cực kỳ dễ bị say nắng, thì người ta uống dùng để giải nhiệt cho cơ thể. Vì vậy Amazake có thể uống quanh năm luôn. Nhưng mà cái điểm chú ý khi mà mình uống vào những ngày đông lạnh, tức là hâm nóng, thì các bạn sẽ hâm nóng ở một cái nhiệt độ thích hợp thôi. Nhiệt độ là người ta ghi sẵn rồi, tức là hâm nó nóng hơi ấm ấm rồi uống thôi, chứ không phải là nó sụp sôi lên uống là khi đó nó mất hết chất, là uống cũng không có tác dụng gì hết. Đó là cái chú ý khi mà uống Amazake. Và chú ý thứ hai đó là khi uống Amazake đó là không có uống nhiều, bởi vì là
hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, đồng nghĩa với lượng calori nó cũng rất là cao luôn. Vì vậy cho nên là với hàm lượng dinh dưỡng cao như thế này thì còn có những người uống amazake dùng để giảm cân nữa, và những lúc mà thèm ngọt hoặc là thèm ăn những cái mà đồ snack hay là gì đó thì thay vào những cái bánh kẹo thì người ta sẽ uống amazake để làm hạn chế cái sự thèm ngọt của người ta, và nó sẽ có tác dụng hỗ trợ trong việc giảm cân. Tuy nhiên mà nếu mà uống nhiều bởi vì calori rất là cao, uống nhiều thì sẽ bị tăng cân. Về nhà mình thì và mình đã tham khảo rồi cho nên các bạn yên tâm, về nhà mình thì sẽ uống theo cái hàm lượng thích hợp là như thế này. Các bạn đi ra hàng 100 yên, các bạn mua một cái ly choco này, ly rượu này, xong rồi mỗi một lần mình nhà mình sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối, mỗi một lần thì là mình sẽ đổ đầy một cái ly choco như thế này thôi, và sau đó là mình sẽ pha với những cái thức uống mà mình muốn uống, chẳng hạn ví dụ như là mình sẽ pha với sữa này, hay là mình sẽ pha với nước trái cây này, hay là những lúc mà mình chỉ uống không thôi thì mình chỉ rót ly rượu này xong rồi ly bằng cái ly này xong rồi là mình uống, rồi sau một tiếng đồng hồ sau thì mình đi ngủ. Thì nhất là vào những ngày mùa đông mình cảm thấy là cái cơ thể của mình nó sẽ ấm hơn, tức là ấm hơn thì ngủ sẽ vào giấc hơn. Đó là amazake nha mọi người. Cho nên là bạn nào mà đang ở Nhật hãy thử trải nghiệm uống amazake xem thử như thế nào. Bởi vì đây là một trong những cái nét văn hóa, thức uống mang nét văn hóa của Nhật Bản, và một cái thức uống, mà một cái thực phẩm mà giúp để duy trì chống lão hóa.